Monaco, vương quốc thần tiên của giới siêu giàu. Giữa hàng ngàn triệu phú tỷ phú tại vương quốc này, có một vương tộc đã trở thành biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Trong suốt nhiều thế kỷ, vương tộc này đã là một phần không thể thiếu của lịch sử và bản sắc của Monaco, từ nguồn gốc huyền thoại của họ đến thời kỳ triều đại hiện đại. Gia đình hoàng gia này đã trở thành biểu tượng của sự giàu có nổi tiếng bậc nhất Monaco. Và trước khi mời anh em khám phá những góc khuất trong đời sống của gia tộc huy hoàng này, Văn Tùng Discovery rất mong anh em sẽ để lại một like, một subscribe để ủng hộ đội ngũ của chúng mình trên hành trình khám phá này nhé. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sự giàu có xa xỉ nhất bên trong cuộc sống của gia tộc đình đám nhất Monaco. Monaco là một quốc gia nhỏ độc lập nằm ở bờ biển Riviera, giáp biển Địa Trung Hải. Nó được coi là một trong những điểm đến lộng lẫy và sang trọng nhất trên thế giới, thu hút các nhà giàu, người nổi tiếng và những tay chơi bậc nhất thế giới. Mặc dù nhỏ bé nhưng Monaco nổi tiếng với kiến trúc tuyệt vời, lối sống xa xỉ và vẻ đẹp tự nhiên, tạo thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai tìm kiếm một trải nghiệm xa hoa và tinh tế. Dù là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới về dân số, nhưng có đến khoảng 70% người sống ở thành phố này là triệu phú. Đó là một câu lạc bộ triệu phú thực sự. Nhưng mà chúng ta không thể nói về Monaco mà không nhắc đến gia đình đã định hình quốc gia giàu có, gia đình Girmadi. Theo tạp chí Forbes, giá trị tài sản của gia đình Girmadi được ước tính lên tới 1 tỷ đô la, chủ yếu là do họ sở hữu rất nhiều bất động sản thuộc loại hàng tuyển của Monaco, là một trong những gia đình giàu có nhất trong châu Âu. Họ có tài nguyên gần như không giới hạn và nổi tiếng với tình yêu, với những thứ xa hoa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình vào cuộc sống của một trong những hoàng gia quyền lực nhất trên thế giới, Francesco Girmadi. Nơi mọi thứ bắt đầu, sự thăng tiến của gia đình Girmadi đến quyền lực và giàu có là một câu chuyện tiếp tục thu hút sự tưởng tượng của mọi người trên khắp thế giới. Bắt đầu khiêm tốn như những thương gia thông thái tại Genova, Girmadi đã có thể chiếm được quyền kiểm soát của pháo đài Monaco và thiết lập vị trí cai trị quốc gia nhỏ bé này thông qua sự kết hợp của chính trị tinh danh và tiềm lực kinh tế giàu có. Gia đình Girmadi đã trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất Monaco và trên thế giới nói chung. Francesco Girmadi, người đã khởi đầu mọi thứ, là một nhà lãnh đạo xảo quyệt, tinh anh và quyến rũ. Ông đã dàn dựng một cuộc đảo chính táo bạo, đưa gia đình Girmadi lên nắm quyền kiểm soát Monaco. Francesco và các quý tộc Genova khác của ông đã kiểm soát một trong những điểm quan trọng nhất mang tính chiến lược trên bờ biển Địa Trung Hải. Nhờ thế, có thể đánh thuế được các tàu đi qua và kiểm soát luồng hàng hóa qua khu vực này. Điều này đã đưa gia đình Girmadi trở thành một trong những gia đình giàu có nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, gia đình Girmadi cũng phải đối mặt với vô vàn những khó khăn qua nhiều thế kỷ. Họ phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Pháp để bảo vệ sự độc lập của họ khỏi Cộng hòa Genova. Các thành viên gia tộc đã kết hôn vào quý tộc Pháp vào thế kỷ 17 và thậm chí được thừa kế các biệt thự Pháp, thường sống ở Paris như công chúa của một nước có chủ quyền. Nhưng kế hoạch của họ đã phản tác dụng vào cuối thế kỷ 18, khi cung điện của họ bị chiếm bởi người Pháp và bị tước đoạt báu, dẫn đến sự lưu vong của gia tộc này trong hơn 20 năm. Cho đến khi vào đầu thế kỷ thứ 19, gia đình của Girmadi mới giành lại được sự kiểm soát Monaco. Cũng trong thế kỷ 19, gia đình Girmadi thực sự đã bắt đầu tích lũy được khối tài sản khổng lồ, bắt đầu từ việc mở cửa sòng bạc Monte Carlo vào năm 1863 bởi quốc vương Charles Đệ Tam của Monaco. Điều này đã hoàn toàn thay đổi cuộc chơi, sòng bạc nhanh chóng trở thành một nam châm thu hút những người cá cược giàu có từ khắp châu Âu, tạo ra một doanh thu khổng lồ cho quốc gia Monaco và gia đình của Girmadi. Một điều khá rõ ràng khi bạn nhìn vào lịch sử của gia tộc Girmadi là sự thông thái trong đầu tư và quản lý tài sản của các thành viên trong gia tộc, được thừa hưởng và lưu truyền qua các thế hệ từ cuộc đảo chính do Francesco Girmadi tổ chức vào thế kỷ thứ 13. Gia đình đã trở thành một lực lượng không thể xem thường ở vùng Địa Trung Hải và xa hơn nữa, và điều đó nhờ vào một số nhân vật đáng chú ý trong gia đình mà chúng ta sắp tìm hiểu. Charles III, còn được biết đến là Charles Louis Napoleon, là hoàng tử của Monaco từ ngày 20 tháng 6 năm 1856 đến ngày mất của ông vào ngày 10 tháng 9 năm 1889. Ông là một người có tầm nhìn lớn và được ghi nhận đã biến Monaco từ một quốc gia bần cùng và buồn tẻ thành một trung tâm tài chính văn hóa phát đạt. Một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của ông là việc xây dựng sòng bạc Monte Carlo, nhanh chóng trở thành một điểm đến cá cược nổi tiếng trên toàn thế giới. Sòng bạc là sự xuất hiện đầu tiên của loại hình này tại châu Âu và thu hút khách du lịch giàu có từ khắp nơi trên thế giới, củng cố danh tiếng của Monaco là khu vực vui chơi cho giới giàu có và nổi tiếng. Charles III cũng hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Monaco, xây dựng đường bộ, cải thiện hệ thống cung cấp nước và phát triển hệ thống đường sắt kết nối Monaco với các thành phố lớn khác ở châu Âu. Ông cũng là một người bảo trợ của nghệ thuật và khoa học, ủng hộ xây dựng các bảo tàng và thư viện, thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu. Nhưng có lẽ di sản lớn nhất của ông là sự tận tụy với nghệ thuật biểu diễn. Charles III
là một người ủng hộ nhiệt thành của nghệ thuật biểu diễn và đã mang đến Monaco nhiều nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng. Ông cũng đã đặt hàng nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong số đó có một số tác phẩm vẫn lưu giữ trong thành phố cho đến ngày nay. Tổng thể triều đại của Charles III được đánh dấu bởi sự tiến bộ và hiện đại hóa. Di sản của ông vẫn còn được ghi dấu ở Monaco cho đến ngày nay, khi những đóng góp của ông vào văn hóa và kinh tế của quốc gia vẫn tiếp tục được người dân và du khách du lịch khen ngợi. Hoàng tử Rainier III là một trong những thành viên thành công và ảnh hưởng nhất của gia đình Germany. Ông đã đầu tư và khởi xướng các dự án lớn trong suốt thời gian trị vì dài của mình từ năm 1949 cho đến khi ông mất vào năm 2005. Một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất của ông là việc mở rộng sòng bạc Monte Carlo đã tồn tại trước đó, biến nó trở thành một điểm đến cá cược nổi tiếng trên toàn thế giới và thu hút thêm nhiều người cá cược giàu có đến từ khắp nơi. Ông cũng đã giám sát việc phát triển các khách sạn sang trọng, trung tâm mua sắm và các tài sản cao cấp khác, giúp củng cố vị thế của Monaco là khu vui chơi cho giới giàu có và nổi tiếng. Ông cũng nổi tiếng với cuộc hôn nhân của mình, được rộng rãi công nhận rằng gia đình Giomadi có sở thích và tạo ra các liên kết hôn nhân mạnh mẽ từ thời kỳ liên minh với người Pháp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hoàng tử Rainier III, một thành viên trong những triều đại hoàng gia cổ nhất châu Âu, đã kết hôn với vị nữ minh tinh vàng của Hollywood, Grace Terry. Vì thế, biểu tượng của cô như một nữ chính hàng đầu trong bộ phim Bắt một tên trộm và các bộ phim nổi tiếng khác của thời đại và vị thế hoàng gia Rainier III đã khiến họ trở thành một cặp đôi được mệnh danh là hoàn hảo. Sự gắn kết của họ thu hút đối với công chúng là một cặp biểu tượng bền vững cho sự hòa nhập của sự lộng lẫy và hoàng gia. Cuộc hôn nhân của Grace Kelly với hoàng tử Rainier III của Monaco vào năm 1956 đã nâng cao vị thế của cô lên một vị thế ảnh hưởng và trách nhiệm lớn như công chúa Monaco. Với vị thế của mình, công nương Grace giờ đây đã tham gia tích cực vào việc quản lý tài sản và đầu tư khổng lồ của gia đình Giomadi. Là một ngôi sao Hollywood trước đây, công chúa Grace mang lại góc nhìn độc đáo và sự thông thái trong kinh doanh cho các vấn đề tài chính của gia đình Giomadi. Cô đã tham gia vào nhiều dự án đầu tư thành công và các hoạt động từ thiện, tận dụng mối quan hệ trong ngành giải trí để quảng bá Monaco như một điểm đến hàng đầu cho giới giàu có và nổi tiếng. Đôi mắt sáng suốt của cô về sự xa hoa và thời trang xa xỉ cũng giúp tạo dựng hình ảnh và ảnh hưởng của gia đình. Với phong cách thanh lịch và sở thích tinh tế của cô đã trở thành biểu tượng của một thế giới lộng lẫy xa hoa ở Monaco. Mặc dù có rất nhiều trách nhiệm như một công nương và là người nổi tiếng, công nương Grace vẫn cam kết với gia đình và vai trò của mình như một người mẹ. Cô và hoàng tử Rainier III có với nhau 3 người con và cô nổi tiếng với sự hiện diện, tính yêu thương và chăm sóc chu đáo trong các con. Thật đáng buồn khi cô phải từ giã cuộc đời khá là sớm vào năm 1982, cô qua đời trong một tai nạn xe hơi ở tuổi 52, để lại một di sản về sự thanh lịch, lộng lẫy và tấm lòng nhân hậu. Đó là điều vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến gia đình của Giomadi ngày nay. Ngày nay, hoàng tử Albert II đứng đầu các tài sản và đầu tư khổng lồ của gia đình, tiếp tục di sản của những người tiền nhiệm với sự sắc bén trong kinh doanh và đam mê với bảo vệ môi trường. Sự tham gia của ông trong một loạt các dự án bao gồm bất động sản, tài chính và công nghệ đã cho phép gia đình Giomadi duy trì vị thế của mình là một trong những gia đình giàu có nhất thế giới. Ngoài sự thông thạo tài chính, hoàng tử Albert II cũng đã sử dụng tài sản và ảnh hưởng của mình để ủng hộ một số dự án nhằm nỗ lực bảo tồn môi trường. Sự cam kết của ông với bảo vệ môi trường đã mang cho ông sự tôn trọng và danh tiếng là một nhà ủng hộ nhiệt thành cho hành động và khí hậu, tài nguyên tự nhiên của hành tinh. Với ước lượng về tài sản ròng khoảng 1 tỷ đô la, ông được cho là sở hữu 1/4 số đất trên lãnh thổ mà ông cai trị. Tài sản và ảnh hưởng của gia đình ông vẫn mạnh mẽ như xưa. Hoàng tử Albert II không phải là thành viên duy nhất của gia đình Giomadi đã gây ấn tượng trong thời hiện đại. Các chị em của ông, công chúa Caroline và công chúa Stephanie cũng đã để lại dấu ấn của họ trong ngành thời trang và giải trí. Công chúa Caroline, ví dụ là chủ tịch của nhà hát Opera Monte Carlo, trong khi công chúa Stephanie đã sáng lập một rạp xiếc và làm việc như một ca sĩ và nghệ sĩ biểu diễn. Gia đình của Giomadi có được phần lớn thành công nhờ sự lãnh đạo và có tầm nhìn của những thành viên nổi bật nhất của gia tộc, thông qua các khoản đầu tư thông minh, các mối quan hệ chiến lược và cam kết với hoạt động từ thiện và bảo vệ môi trường. Gia tộc này đã quản lý và duy trì tài sản và sức ảnh hưởng của mình trong nhiều thế kỷ. Mặc dù có những thách thức đã nảy sinh qua thời gian, gia đình của Giomadi vẫn sẵn sàng tiếp tục di sản thành công của họ trong tương lai với một loạt các tài sản dự trữ. Hoàng tử Albert II sở hữu Société de Bendemeer, điều hành sòng bạc Monte Carlo nổi tiếng, nhà hát Opera de Monte Carlo và khách sạn de Paris với những tài sản khác có giá trị thường lên tới hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Một mình khách sạn de Paris đã được định giá lên đến 280 triệu đô la. Gia đình hoàng gia cũng sở hữu các tài sản bất động sản đáng kể ở Monaco của Pháp và các khu vực khác trên thế giới. Philadelphia House của mẹ hoàng tử Albert II đã qua đời, đã góp phần vào sự giàu có của ông. Ngoài ra, vào năm 2015, Quốc hội Monaco đã cấp cho gia đình hoàng gia 43,5 triệu euro, tương đương với 47 triệu đô la Mỹ.
Mặc dù số tiền này không được phân tích thành chi phí lương hoặc chi phí vận hành, nhưng đó là một dấu hiệu cho thấy nguồn tài chính đáng kể của chế độ quân chủ nói chung. Tổng thể, gia đình Hoàng gia Monaco sử dụng tài sản của họ để hỗ trợ các dự án quan trọng cả trong lĩnh vực kinh doanh và các dự án khác. Ngoài các dự án kinh doanh, gia đình Hoàng gia cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Họ là nhà bảo trợ của Gala Monte Carlo cho Quỹ Global OSHA, một sự kiện hàng năm được tổ chức vào tháng 9. Quỹ này cung cấp đào tạo về an toàn sức khỏe cho các chuyên gia và người lao động về an toàn, bao gồm đào tạo người có hướng dẫn, hội thảo trực tuyến và đào tạo trực tuyến, ủy quyền cho các tổ chức liên kết và ủy quyền cho các giảng viên tiến hành khóa học tại các địa điểm trên toàn thế giới. Thêm nữa, hoàng tử Albert II đã lập quỹ Prince Albert II of Monaco vào năm 2006. Quỹ này cam kết bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu với một tập trung đặc biệt vào ba vùng địa lý là Bể Địa Trung Hải, các vùng Bắc Cực và các quốc gia ít phát triển như các quốc gia ở vùng dưới Sahara chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và khan hiếm nước. Rõ ràng rằng gia đình Chamadi có một lịch sử rất dài về thành công khi điều này liên quan đến việc quản lý tài sản và đầu tư vào bất động sản và hoạt động kinh doanh cấp cao và chuyên nghiệp. Từ những khoản đầu tư mang tính thay đổi của hoàng tử Rainer III, đến sòng bạc Monte Carlo, đến khả năng nhìn nhận sắc bén về phong cách xa hoa và thời trang của công đường Grace, đến việc ủng hộ tham gia của hoàng tử Albert II với những hoạt động vì sự bền vững của môi trường. Gia đình Chamadi đã ở tầm hàng đầu về quản lý tài sản trong hàng thế kỷ, với tài sản và kiến thức chuyên môn sâu rộng của họ. Rõ ràng gia đình sẽ tiếp tục là một người chơi quan trọng trong thế giới tài chính và đầu tư của nhiều thế hệ tới. Anh em đã sẵn sàng thưởng thức một chút xa hoa và sang trọng chưa? Hãy dạo một vòng qua các khu nhà xa hoa của gia đình Chamadi và nhìn ngắm cuộc sống xa xỉ của họ. Chúng ta sẽ bắt đầu với một trong những khu nhà xa hoa nhất nhé. Cung điện công chúa của Monaco nằm trên đỉnh đá cao và đẹp nhất của Monaco. Cung điện công chúa Monaco đã trở thành một biểu tượng từ năm 1191 khi nó được xây dựng như một pháo đài Genova. Qua các thế kỷ, cung điện đã trải qua nhiều lần được cải tạo, mỗi lần lại trở nên lớn lao và tráng lệ hơn nữa. Cung điện được mở rộng vào năm 1215 và đã là nơi cư trú của gia đình Chamadi suốt hơn 700 năm. Cung điện công chúa chính là di sản của Chamadi, tượng trưng cho vị thế của hoàng gia và quyền lực của họ. Với bề mặt hồng quyến rũ, cung điện là một điểm đến ngoạn mục, gợi lên cảm giác thanh lịch và tinh tế. Và khi mặt trời lặn, cung điện trở nên sống động khi ánh đèn nhẹ nhàng tạo ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng toàn bộ cấu trúc, làm cho nó trở nên huyền diệu hơn. Và không có gì ngạc nhiên khi cung điện được yêu thích gọi là cung điện hồng, vì nó phát tán một cảm giác thanh lịch và hoàng gia đến mê hoặc. Nếu anh em nghĩ rằng cung điện công chúa của Monaco là ngôi nhà ấn tượng duy nhất mà gia đình hoàng gia sở hữu, hãy nghĩ lại đi. Gia tộc này còn sở hữu nhiều cung điện khác trên thế giới khiến bạn không khỏi trầm trồ. Lâu đài Chamadi cũng là một nơi ở khác nữa mà gia đình họ sở hữu từ năm 1854, phục vụ như một dinh thự tư nhân dành riêng cho hoàng tử. Nhưng sở thích của gia đình hoàng gia về xa hoa và sang trọng không dừng lại ở đó. Biệt thự riêng của công chúa Caroline là một kiệt tác kiến trúc khác rất đáng ngưỡng mộ. Rõ ràng rằng gia đình Chamadi nghiêm túc với không gian sống của họ, với mỗi cung điện càng lung linh hơn và sang trọng hơn. Tất cả những tài sản này được sở hữu bởi gia đình hoàng gia ước tính có giá hàng tỷ đô la. Dễ dàng nhận thấy rằng là các thiết kế tinh xảo, lịch sử phong phú và khung cảnh hùng vĩ, chúng thực sự phù hợp với hoàng gia. Và nếu xét về đồ bóng bẩy thì hãy chuẩn bị chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe đình đám của Chamadi. Tất cả bắt đầu với hoàng tử Rainer III, người có đam mê với các loại xe cổ điển và bắt đầu sưu tập chúng vào cuối những năm 1950. Kể từ đó, bộ sưu tập của họ đã phát triển để bao gồm hơn 120 ô tô cổ điển. Từ những thiết kế xe đua thể thao đến những phương tiện sang trọng phù hợp với hoàng gia. Và nói về sự xa hoa, bộ sưu tập xe của gia đình hoàng gia gần như không có giới hạn. Họ có một đôi xe Rolls-Royce, Lincoln và nhiều hơn nữa, mỗi chiếc đều rất sang trọng. Nhưng bộ sưu tập không dừng lại ở đó đâu. Họ còn sở hữu một số viên ngọc quý hiếm như các xe Formula One, Chrysler Imperial năm 1956. Tất cả được giữ gìn và chăm sóc một cách tỉ mỉ. Nhưng điều thực sự làm nên điều này là những viên ngọc quý có cảm xúc như là Renault Fluorite năm 1959, từng thuộc chủ sở hữu của công nương Grace nổi tiếng. Chiếc xe dáng thể thao này là tài sản quý giá của bà và vẫn là một phần yêu thích cho bộ sưu tập xe của gia tộc đình đám này. Suốt 3 thập kỷ, chiếc The Terraces Gefauville nằm ở trung tâm sôi động của Monaco là ngôi nhà lưu giữ bộ sưu tập xe đầy tự hào của gia đình hoàng gia. Nhưng kho báu thực sự nằm ở việc trưng bày những chiếc xe cổ điển này được giữ gìn trong điều kiện tốt nhất bởi sự chăm sóc chuyên môn của Valerie Clausier. Nhờ quyết định của hoàng tử Rainer III mở bộ sưu tập của mình cho công chúng từ năm 1993, du khách từ khắp nơi trên thế giới bây giờ đã có thể đến thăm viện bảo tàng và ngưỡng mộ những tài sản quý giá của gia đình hoàng gia Monaco chỉ với một khoản chi phí khiêm tốn 8,67 đô la Mỹ mỗi người. Vì vậy, nếu bạn là fan của những loại xe cổ điển và muốn tìm hiểu về lịch sử ô tô, hãy thêm địa chỉ này vào danh sách những nơi nhất định phải đến khi du lịch Monaco nhé.
Nhưng mà không chỉ có xe hơi, với gia tộc này còn sở hữu những chiếc máy bay tốt nhất thế giới. Gần đây họ đã thêm vào sản phẩm mới vào bộ sưu tập máy bay xa xỉ của mình là chiếc Dassault Falcon 7X. Với thiết kế mượt mà và các tính năng hiện đại, chiếc máy bay này hoàn hảo cho những chuyến cự ly dài. Nhưng điều làm nó nổi bật là sự thật rằng nó được thiết kế bởi công chúa Charlene. Nội thất của Falcon là một tác phẩm nghệ thuật thực sự với sự kết hợp tinh tế của các gam màu trắng kem với các loại gỗ tốt. Với ghế ngồi thoải mái dành cho 8 hành khách, hai chiếc sofa giường êm ái và một nhà bếp hiện đại, chiếc máy bay này toát lên sự xa hoa và thanh lịch, nhưng giá của nó sẽ khiến những thường dân như chúng ta sẽ phải giật mình. Con số lên tới 47 triệu đô la. Mặc dù họ yêu thích sự xa hoa nhưng gia đình của Monaco vẫn biết cách giữ sự đơn giản cho những chuyến đi ngắn. Trong thực tế, họ được cho là thích đi lại bằng tàu hỏa hơn. Vì vậy, dù là chuyến bay ngắn ngày hay dài ngày, gia đình của Hoàng gia Monaco đều biết cách làm cho nó trở nên thời thượng. Hoàng gia cũng biết cách đi biển một cách sang trọng với du thuyền siêu sang của họ là Enrian. Con tàu này rộng tới 61m và cả nội thất bên ngoài đều được thiết kế bởi Raymond Lanthin. Nếu anh em và tôi đủ may mắn để được mời lên tàu, chúng ta sẽ được trải nghiệm đời sống của một hoàng gia. Enrian cung cấp một không gian cho tới 12 khách trong 6 cabin xa hoa. Khi nói đến giải trí, du thuyền này sẽ cho tận hưởng đầy đủ những trải nghiệm. Một rạp chiếu phim cho những tín đồ điện ảnh, một sân trước là bờ biển riêng của họ, một sàn nhảy rộng rãi cho những người yêu thích tiệc tùng và một số khu vực sinh hoạt có hồ spa. Tất nhiên, không có gì ngạc nhiên khi tàu này có một cái giá khổng lồ, chính xác là 80 triệu đô la Mỹ. Và nếu bạn muốn thuê nó trong một tuần, bạn sẽ phải cần trả khoảng 650.000 đô la Mỹ. Nhưng đối với Hoàng gia Monaco, Arian xứng đáng với từng xu. Vì vậy, nếu bạn muốn sống như một vị vua hoặc một nữ hoàng trên biển, du thuyền sang trọng Arian là một lựa chọn tuyệt vời nhất. Với thiết kế tuyệt đẹp, tiện nghi xa hoa và phong cách hoàng gia, đây chính là chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất hành tinh. Vậy nên cho dù là Giamardi đang bay trên bầu trời với chiếc Falcon sang trọng của mình, hay có thể giảm tốc độ trên đường ray, hoặc thậm chí đơn giản là đi thuyền, rong ruổi trên biển, gia đình của Giamardi sẽ luôn biết cách để du lịch một cách thật sang trọng. Các thành viên trong gia tộc này là minh chứng sống động cho việc biết cách tận hưởng việc đi du lịch. Mọi thứ đều xoay quanh hành trình, và họ làm điều đó với đẳng cấp, phong cách và một chút hoàng gia. Một gia tài được chi cho các lễ hội, các đám cưới và sự kiện từ thiện hoành tráng. Gia đình Giamardi nổi tiếng với lối sống xa xỉ và tình yêu với sự hoang phí. Mặc dù quy mô chính xác của tài sản của họ được giữ kín, nhưng rõ ràng là gia đình này đã tích lũy được một khối tài sản đáng kể qua các năm. Những bữa tiệc và sự kiện hoàng gia xa hoa là một minh chứng cho gu thẩm mỹ và địa vị của họ. Một loạt các buổi hội họp xã hội đa dạng diễn ra trong suốt năm. Gia đình thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, làm cho mỗi sự kiện trở nên đáng nhớ. Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất là Annual Rose Bowl hàng năm, được tổ chức vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tại Salle delle Toile, khu phức hợp thể thao Monte Carlo. Đây là một sự kiện gây quỹ cho công nương Grace và có sự tham dự của những khách mời nổi tiếng trên thế giới trong ngành thời trang, nghệ thuật và giải trí. Red Cross Bowl, một sự kiện đáng kể khác được tổ chức tại tòa nhà biểu tượng của Casino de Monaco để gây quỹ cho tổ chức chữ thập đỏ Monaco. Từ khi ra đời năm 1948, sự kiện này đã trở thành một điểm nhấn trên lịch sử sự kiện xã hội, thu hút những đám đông hào nhoáng gồm những người nổi tiếng trong hoàng tộc, người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Lễ kỷ niệm lần thứ 73 của tổ chức chữ thập đỏ Monaco được tổ chức vào năm 2022 là một sự kiện thực sự đáng ngưỡng mộ. Đây là một sự kiện đã được mong đợi từ nhiều tháng trước, được kỳ vọng là sẽ cảm nhận rõ ràng khi những khách mời từ khắp nơi trên thế giới hội tụ tại sòng bài Monte Carlo. Khi các khách mời đến, nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng lễ kỷ niệm năm 2022 sẽ khác biệt so với các năm trước. Thay vì được tổ chức tại Salle delle Toile truyền thống của câu lạc bộ thể thao Monte Carlo, sự kiện được tổ chức ngoài trời trên quảng trường trước casino. Các bàn dài đặt ở quảng trường là bối cảnh thật sự tuyệt vời. Như các lễ hội trước đó, Gala 2021 đã thành công ngoạn mục với một buổi hòa nhạc đứng chính giữa quảng trường. Nhưng lần này ban tổ chức quyết định trở lại định dạng truyền thống hơn. Và đó là một quyết định tốt khi các khách mời thưởng thức món ăn ngon, cuộc trò chuyện sôi nổi và cơ hội để giao lưu với một số người quyền lực nhất thế giới. Và tất nhiên, những ngôi sao thực sự của buổi tối đó là hoàng tử Albert II, công nương Charlene của Monaco. Cặp đôi trông tuyệt đẹp khi họ đi qua đám đông, trò chuyện và cười với các khách mời và thể hiện cho sự ủng hộ của họ cho hội chữ thập đỏ. Họ là đại sứ hoàn hảo cho chính nghĩa và sự hiện diện của họ đã thêm nhiều sự phấn khích vào một sự kiện vốn dĩ đã đáng kinh ngạc. Các sự kiện khác được tổ chức bởi hoàng gia gồm giải đua công thức 1 Monaco Grand Prix, giải đua xe đường trường Monte Carlo Rally và liên hoan xiếc quốc tế. Các sự kiện này thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới và là một phần quan trọng của di sản văn hóa của Monaco. Và nếu anh em đã từng nghe nói từ đâu đó về một đám cưới hoàng gia như cổ tích ở một thời hiện đại, thì có thể đó chính là đám cưới của hoàng gia Monaco vào năm 2011. Hoàng tử Albert II kết hôn với người vợ yêu dấu của mình.
Một vận động viên bơi lội Olympic trong một buổi lễ hoành tráng khiến mọi người đều choáng ngợp, đó chính là Charlene Whitstock. Bối cảnh cho buổi cưới cổ tích này không ai khác chính là cung điện cổ kính đầy mê hoặc của Monaco, nơi cặp đôi trao lời thề trong một sảnh cưới lãng mạn. Cô dâu là biểu tượng của sự thanh lịch trong chiếc váy Armani tuyệt đẹp của mình, lấp lánh với 40.000 viên pha lê Swarovski và 20.000 ngọc trai mỏng manh. Và các cuộc tiệc xa hoa không dừng lại ở đó, ba ngày lễ vui vẻ được cho là đã ngốn hết một khối tài sản khổng lồ, con số ước tính lên tới 70 triệu đô la Mỹ. Danh sách khách mời cũng ấn tượng không kém với khoảng 450.000 người tham dự và thưởng thức tiệc tiếp đãi hoàng gia với một phần trình diễn pháo hoa ngoạn mục và nhiều màn trình diễn đa dạng. Một bữa tiệc nhiều màu sắc được thiết kế bởi những nghệ sĩ nổi tiếng như ông trùm thời trang Karl Lagerfeld, Naomi Campbell. Và kết thúc tất cả, ban nhạc rock của Mỹ Idol đã mang lại một buổi biểu diễn đáng kinh ngạc trước lễ cưới. Nhưng buổi lễ không dừng lại ở đó, cặp đôi cũng tổ chức một buổi lễ tôn giáo phức tạp hơn sau đó, biến nó trở thành một lễ cưới xứng đáng cho một hoàng tử và nàng công nương của anh ấy. Không có gì ngạc nhiên khi lễ cưới này đã trở thành đề tài được bàn tán và trở thành một trong những điểm nổi bật trong lịch sử. Ngoài việc tổ chức sự kiện, gia đình Jomadi còn tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện khác nhau. Quỹ công đương Race hỗ trợ tài năng mới nổi trong lĩnh vực sân khấu, nhảy và điện ảnh. Trong khi đó, thì quỹ Ambot 2 của Monaco hoạt động để bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Gia đình hoàng gia cũng tham gia vào nhiều sáng kiến từ thiện khác nhau, bao gồm cuộc chiến chống lại các loại bệnh hiếm và thúc đẩy giáo dục và di sản văn hóa. Cảm ơn anh em đã cùng với Văn Tùng Discovery bước vào hành trình khám phá thế giới của hoàng tộc gia đình Jomadi. Và trước khi khép lại nội dung thú vị này, đừng quên để lại một like như một sự khích lệ chúng mình. Cũng đừng ngần ngại comment xuống phía dưới phần bình luận những chủ đề mà các bạn muốn chúng mình khám phá trên kênh Văn Tùng Discovery nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.